Học bài 21, ôn tập bảng đơn vị đo độ dài trang 28, toán lớp 5 và bài tập toán lớp 5 tập 1. Tôi có bảng đơn vị đo độ dài từ lớn đến nhỏ là km. Lớn nhất là km, sau đấy là hectomet, đề camet, mét, đề simet, centimet, milimet. Hai đơn vị liền kề hơn kém nhau 10 lần. Vậy 1 km sẽ bằng 10 hectomet. 1 hectomet đề cả mét bằng 10 đề cả mét. 1 đề cả mét bằng 10 mét. 1 km thì sẽ bằng 1.000 mét. Một mm sẽ bằng bao nhiêu cm? Ta đổi từ đơn vị lớn nhỏ sang đơn vị lớn. 1 cm bằng 10 mm. Vậy từ mm sang cm ta sẽ chia cho 10. Nó sẽ bằng 1/10 cm. Một decimet sẽ bằng 1/10 m. 1 m bằng 100 cm. Vậy 1 cm sẽ bằng 1/100 của mét. 1 mét bằng 1.000 mm, vậy 1 mm sẽ bằng 1/1.000 của mét. Bài 2, viết số tích hợp vào chỗ chấm. 148 mét bằng bao nhiêu decimet? 1 mét bằng 10 decimet, như vậy từ mét chuyển sang decimet. Đổi sang decimet ta sẽ thêm một số 0 vào đằng sau, ta nhân với 10 chính là thêm một số 0 vào đằng sau. Bằng 1480. Đề decimet xong đến cm luôn. Như vậy thì từ đề decimet sang cm ta cũng nhân với 10, chính là thêm một chữ số 0 vào sau. Bằng 5310. Cm xong đến mm, như vậy thì 1 cm bằng 10 mm. Vậy 92 cm ta sẽ nhân với 10, sẽ bằng 920 mm. 89 đề kg bằng bao nhiêu mét? Đề cả mét bằng bao nhiêu mét? Đề cả mét rồi đến mét, như vậy 1 mét bằng 10 đề, 1 đề cả mét bằng 10 mét. Vậy 89 đề cả mét sẽ bằng 890 mét. Hecta mét rồi đến đề cả mét, như vậy hai đơn vị liền kề nhau. Từ đơn vị lớn sang đơn vị nhỏ ta sẽ thêm một chữ số 0, bằng 760 đề cả mét. 1 km bằng 10 hectomet, như vậy sẽ bằng 2470 hectomet. 630 cm đổ xuống decimet. 1 decimet bằng 10 cm, như vậy thì từ cm đổ xuống decimet ta chia cho 10. 630 chia 10 sẽ bằng 63 decimet. 1 m bằng 1000 mm, vậy 1 mm sẽ bằng đổ xuống mét sẽ bằng 1/1000. Vậy 67.000 mm sẽ bằng 67/1000, có nghĩa là chia cho 1000 đấy thì nó bằng 67 m. Chia 1.000 ta bỏ 3 chữ số 0 đi. Bài số 3, viết số tích hợp vào chỗ chấm. Ý A. 7 km 47 m bằng bao nhiêu mét? 1 km bằng 1.000 m cộng 47 nữa là, vậy thì 7 km đổi sang mét bằng 7.000 m cộng 47 m là 7.047 m. 9 m 29 m 34 cm đổi ra cm. Thì cái cm này ta giữ nguyên rồi. Ta đổi cái mét này ra cm, sau đó ta cộng thêm 34 cm nữa. 1 m bằng 100 cm. Vậy 29 m sẽ bằng 29 m sẽ bằng 29 thêm 2 số 0 nữa cm. Ta cộng thêm 34 nữa bằng 2934 cm.
1 cm bằng 10 mm. Vậy 1 cm đổi 10 mm cộng 13 mm là 13. Bốn trăm hai sáu mươi hai decimet bằng bao nhiêu decimet, bằng bao nhiêu mét và decimet? Bằng 400 decimet cộng 60 decimet cộng 2 decimet. Nó sẽ bằng, ta sẽ đổi ra mét và decimet và centimet. Đổi ra mét và decimet. Thì 1 mét sẽ bằng 10 decimet. Vậy thì chỗ này đổi ra mét thì nó sẽ bằng 40 mét cộng với 60 decimet đổi sang mét, nó sẽ bằng 60 decimet đổi sang, nó sẽ bằng 6 mét cộng với 2 decimet, đúng không? Vậy nó sẽ bằng 40 mét cộng 6 mét là 46 mét và cộng thêm 2 decimet nữa. Vậy nó sẽ bằng 46 mét và 2 decimet. Tương tự như vậy, ở dưới ta cũng làm như vậy. 1372 cm thì bằng bao nhiêu mét và cm? 1372 cm sẽ bằng 1000 mét cộng 300 mét cộng 70 mét, 70 cm, cm cộng 70 cm cộng 2 cm. Một mét bằng 100 cm. Như vậy chỗ này đổi sang mét, ta sẽ chia cho 100 sẽ bằng 10 mét cộng 300 cm đổi ra mét bằng 3 mét. Bảy mươi cm thì ta không đổi được một mét được, đúng không? Vậy thì ta vẫn để nguyên 70, đúng không? Cm cộng với 2 cm thì chỗ này ta đổi ra, tôi cộng vào 10 mét cộng 3 là 13 mét cộng với 70 cộng 2 là 72 cm. Đấy, cùng cm cộng vào. Vậy ở đây ta sẽ đổi ra bằng 13 mét và 72 cm. Tiếp theo 4037 bằng bao nhiêu km và bao nhiêu mét? 4037 mét sẽ viết bằng 4000 mét cộng 37 mét. 1 km bằng 1000 mét, như vậy 4000 mét sẽ bằng 4 km cộng với 37 mét. Vậy nó sẽ bằng 4 km và 37 mét. Bài 4. Đường bộ từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh dài 1.719 km. Trong đó quãng đường từ Hà Nội đến Huế dài 6.654 km. Và quãng đường từ Huế đến Đà Nẵng dài 103 km. Hỏi, quãng đường từ Hà Nội đến Đà Nẵng dài bao nhiêu km? Quãng đường từ Đà Nẵng đến thành phố Hồ Chí Minh dài bao nhiêu km? Đây là quãng đường từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh là dài 1.719 km. Trong đó từ Hà Nội đến Huế rồi đến Đà Nẵng, đây là Huế, từ Hà Nội đến Huế là dài 654 km. Từ Huế đến Đà Nẵng 103. Đoạn này là 103 km.
Bài toán hỏi. Quãng đường từ Hà Nội đến Đà Nẵng. Hỏi từ quãng đường từ Hà Nội đến Đà Nẵng. Đây, nghĩa A, ta sẽ trả lời. Từ Hà Nội đến Đà Nẵng sẽ bằng quãng đường từ Hà Nội đến Huế cộng quãng đường từ Huế đến Đà Nẵng. Mà từ Hà Nội đến Huế là bằng 654. Từ Huế đến Đà Nẵng là 103 cộng 103. 4 cộng 3 là 7. 5 cộng 0 là 5. 6 cộng 1 là 7. Xong rồi A. Ý B. Quãng đường từ Đà Nẵng đến Thành phố Hồ Chí Minh dài bao nhiêu km? Ý B yêu cầu tính quãng đường này. Trả lời. Ta lấy quãng đường từ Đà Nẵng đến Thành phố Hồ Chí Minh chính là bằng quãng đường từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh trừ đi hai quãng đường này. Mà hai quãng đường này tổng quãng đường từ Hà Nội đến Đà Nẵng ta vừa tính được ở trên rồi, đúng không? Vậy thì nó sẽ bằng 1719 trừ đi tổng quãng đường hai quãng đường này. Hai quãng đường này chính là quãng đường từ Hà Nội đến Đà Nẵng đấy, đúng không? Trừ đi quãng đường từ Hà Nội đến Đà Nẵng chính là bằng 757 này. Và sẽ bằng mười một trừ năm bằng sáu, sáu nhân một đây là 8, 17 trừ 8 bằng 9, 9 nhân 1, 1 trừ bằng 0, 962 km. Chúng ta viết bài giải.